Bữa nay mình giới thiệu cho các bạn cái miếng dán Rohil, miếng dán BBF phục hồi được. Thì đây mình đang test thử nội dung là dùng cây bút chính hãng theo máy á, viết thì cái độ đàn hồi và cái độ để lại cái nếp hằn của máy nó nhiều hay ít. Qua cái camera thì bạn thấy là cái chữ này nó có bị lún xuống một chút ha. Thì mình đang viết bằng chữ nét viết nhẹ, lực nhẹ thôi và một cái lực là viết thật là mạnh. Đó. Qua cái màu mực trên máy nè, bạn thấy là nó có cái răng bị hằn á. Bây giờ mình sẽ tắt cái nguồn để bạn xem là nó sẽ đàn hồi lại sau một chút nữa. Các bạn nhìn thấy nè, những cái chỗ này ha, nó có những cái lằn gạch ngang rồi nét chữ nè, một lát nữa nó sẽ tự đàn hồi lại, là bạn nhìn thấy cái ghế này nó sẽ mất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái bị dấu móng tay hoặc là dấu cấn chìa khóa, những cái vật mà để trong túi quần nó hay bị á. Chìa khóa này nó sẽ nổi lại liền luôn, nó không có bị cái tình trạng là dấu lủng cái màn hình hoặc là để nguyên cái dấu cấn đó, giống như những cái miếng dán BBF bình thường. Đây là cái miếng BBF Rohil tự phục hồi nha. Loại này thì mình không có sẵn cho từng máy, mình chỉ có cái miếng dán bằng phôi thôi và mình sẽ cắt trên những cái máy laser. Như vậy thì mình sẽ cắt được cho bạn rất là nhiều cái modem máy của điện thoại ha. Đây là cái phô dán của cái máy S23 Ultra mà mình đã xài rất là lâu rồi. Bây giờ mình lau vệ sinh lại cái màn hình và cho bạn xem cái độ phục hồi nó như thế nào. Trong video này thì nãy giờ mình chỉ quay cho bạn được khoảng hơn 1 phút thôi. Sau hơn 1 phút thì bạn thấy là cái những cái vết này nó sẽ đàn hồi rất là tốt. Để lâu hơn nữa thì nó sẽ mất luôn những cái dấu nhẹ luôn ha. Rồi, những cái phần chữ, những cái dấu cấn này thì nó đã mất hết rồi. Là video này thì mình đã test cho bạn xem là dấu cấn của cái nét bút nè, rồi chìa khóa nè, dấu vân tay nè, dấu móng tay thì nó đã tan biến hết rồi. Còn những cái dấu mà mạnh hơn, ví dụ như bạn lỡ làm rớt máy ở trên cái nền gạch bằng đá hay gì đó thì nó sẽ cấn lủng hơn, thì tùy theo cái lực tác động mà nó sẽ có thể đàn hồi được bình thường hoặc là nó bị ít hơn ha. So với lại miếng dán BBF dẻo thì mình thấy nó tốt hơn rất là nhiều. Còn so với lại những cái miếng dán cường lực thì cái này nó chỉ có tính năng là tự phục hồi lại những cái dấu cấn thôi, chứ nó không có chống va đập nhiều được giống như là cường lực. Và cái nhược điểm của nó là nó bị bám mồ hôi tay, dấu vân tay nhiều hơn miếng dán cường lực. Còn nhìn chung thì mỗi một nhu cầu thì bạn sẽ chọn một cái sản phẩm thích hợp hơn. Ví dụ như bạn thích trong suốt, thích trơn láng thì bạn nên dán cường lực. Còn nếu mà bạn dán bình thường thôi, để dấu vân tay mà nó nhạy hết và mình chỉ để chống tràn màn hình thì bạn dán BBF là ok rồi. Còn nếu mà bạn thích những cái tính năng tự phục hồi như thế này thì bên mình đang có một cái sản phẩm mới. Thì bạn có thể ghé Phương Việt Shop để mình tư vấn thêm nhiều chất liệu cho bạn ha. Cảm ơn bạn.